Xin chào các bạn. Bây giờ đoàn của mình sẽ đi đến chùa tiếp theo là ngôi chùa thứ tư ở Vĩnh Long các bạn. Đoàn xe của mình hiện tại đang ở Bến Tre. Từ Bến Tre đi qua Vĩnh Long là khoảng 2 tiếng rưỡi các bạn. Đây là cảnh đẹp hai bên đường ở thành phố Bến Tre. Thì đã được làm lại rộng ra đẹp, hai bên đường trồng nhiều cây me. Hiện tại là đầu năm tháng giêng cho nên me nó cũng đang trong mùa chín. Đây, các bạn thấy không, me hai bên đường trái chín hết rồi. Bạch Miễu là đến địa phận thành phố Bến Tre. Đây là cầu Rạch Miễu rất là dài luôn các bạn ơi. Đây, xuống chân cầu Rạch Miễu nè. Dừa xung quanh rất là đẹp, rất là nhiều thuyền bè. Xa xa là những chiếc xà lan chở cát. Đấy, đẹp chưa? Qua Cồn Phụng, đây là Cồn Phụng. Qua Cồn Phụng, du lịch miền Tây. Còn hồi nãy gọi là Cồn Phụng đó các bạn. Xã An Khánh, huyện Châu Thành, thành phố Bến Tre. Qua cầu Rạch Miễu là cái đường nó lớn, đường quốc lộ 1A nó lớn hơn. Huyện Châu Thành kính chào quý khách. Rồi, cảnh đẹp quá. Dừa là đặc sản ở Bến Tre mà. 750 mét. Qua cái cầu 750 mét. Suốt dọc quốc lộ 1A này có cảnh đẹp thì mình quay tiếp cho các bạn nha. Điểm đến của mình là chùa tiếp theo. Đầu năm thì mình đi du lịch, mình tham quan các chùa để cầu may mắn, cầu bình an cho gia đình, cho bên nội bên ngoại, cô dì chú bác anh em, tất cả năm mới bình an. Mình đã qua, chuẩn bị qua cầu Hàm Luông các bạn. Cầu Hàm Luông cầu Hàm Luông thuộc tỉnh Bến Tre. Toàn là dừa. Xa xa có đường dây điện, giống như là to, giống như là đường dây điện 500 kV bắc ngang qua sông luôn. Dừa, Bến Tre thủ phủ của dừa. Dừa lá rất là tươi tốt, xanh bóng luôn. Trái rất là nhiều các bạn.
du lịch uống nước dừa rất là tốt. Trạm trực gác cầu Hàm Luông, huyện Mỏ Cày Bắc, trại cá giống. Cầu rồi, qua được cầu Hàm Luông rồi. Ô sao dây điện nó có mấy cái cục cục gì trên ta, giống mấy cái phao quá nè. Không biết, mình không hiểu luôn, hiểu sao mà dây điện nó có cục cục ở trên. Rồi đến cảnh nào đẹp mình sẽ quay tiếp ha, quay chừng nào đến chùa ở Vĩnh Long là thôi, cho các bạn xem dọc miền Tây Việt Nam. Rồi đây là đến ngã ba, một đường đi huyện Mỏ Cày, một đường đi tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long. Xoài cổ thụ quá trời luôn kìa. Rồi bây giờ đang qua cầu các bạn, thêm một cái cầu nữa nè. Cơn sóng nhỏ lăn tăn. Bà con vẫn còn đang ngủ trên xe. Trà Vinh. Rồi, đến Trà Vinh rồi các bạn ơi. Năng tới trạm thu phí. ETC. Trà Vinh rồi. Đường nhỏ quá. Sao này nó cong vậy đây ta? Cái gì mà nhìn giống như măng vậy đó, cỏ cỏ không mà tơi. Vô đường làng quê rồi. Rồi tiếp theo đến từ tiếp theo tặng đây là tỉnh lộ hay quốc lộ? Tỉnh là quốc lộ 1A.
Hai bên người ta trồng chuối hết rồi. Du lịch ngồi mít trái kìa, quá trời luôn. Chùa này là thuộc tỉnh Vĩnh Long đó bạn. Xe. Chùa Pháp Mỹ. Go. Xung quanh chùa đây, ở ngoài sân là Phật Mẹ Quan Âm, xá Phật Mẹ Quan Bồ Tát, rồi chúng ta vào trong chánh điện. Chai chùa dọn sẵn. Ra phía sau rửa mặt. Cảnh xung quanh quanh chùa. Cảnh xung quanh chùa nhiều chuối nè. Bốn xe tất cả các bạn. Bốn xe tất cả. Có người lấy chứ. Từ Bình Dương. Hôm nay bốn xe. Mọi người dùng cơm trưa ở chùa Pháp Bửu. Xong rồi giờ chuẩn bị ra về. Bây giờ mình sẽ tạm biệt chùa Pháp Bửu nha các bạn. Mình đã đồng mình đã ghé đây dùng cơm trưa rồi. Chúc các bạn một năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình. Gặp nhiều may mắn trong năm mới.